Hello, xin kính chào quý anh chị. Nhạc cụ Lê Huy Long An gửi tới quý anh chị một cây guitar acoustic. Hiệu của nó là Aria. Cái này hiệu là Aria, model là REA 500. Số series là 510138. Cái này máy in da băng ha. Thì cái này ngoại hình của nó bị cũ á mọi người, bị trầy á, trầy nhiều. Nó bị ố sơn ngay chỗ này nè, mọi người thấy không đó, giống như cái bóng vậy đó, nó ố giống như cái bóng vậy. Nhìn vô mình tưởng cái bóng thôi, thực sự nó bị ố sơn hai chỗ này và cái phần bên hông lớp đen đây rồi, nó cũng bị sần sùi ở chỗ cái phần đáy nè, phần đít nè. Còn ngoài ra thì nó chỉ cái EQ của nó nè mọi người, nó bị viền ngoài đó, nó bị xấu cái viền ngoài thôi. Đây là EQ zin của đàn luôn, Aria luôn. Cái EQ này nó hay đó mọi người, nó hiệu ứng âm thanh nó hay lắm. Cái này thì tổng thể thì nó chỉ là nó hơi cũ thôi, nhưng mà cái bộ khóa của nó là bộ khóa zin đó mọi người, bộ khóa vàng rất là đẹp nha, bộ khóa kiểu cổ điển á, bộ khóa nặng tay lắm, mình vặn rất là ngon, giống như của dòng FG Yamaha vậy đó, to và nó dễ, nó chắc chắn lắm mọi người. Đây, cần đàn nó đẹp nè, mọi người đẹp ha. Tất cả còn lại đều nguyên zin hết mọi người. Thì đây là dạng dán khuyết và cái thùng của nó là dạng nhựa tổng hợp carbon đó mọi người. Nhưng mà cái này thì nó, cái thùng của nó thì nó bằng phẳng luôn chứ nó không phải nó ồ ra, nó không gồ ra, mọi người thấy không, nó bằng. Nó gọn lắm. Cần đàn của nó cũng nguyên vẹn nữa. Ngựa là ngựa zin. Liền lạc. Cái này kết cấu thì chắc chắn cần đàn mình bấm cũng rất là tốt, cần đẹp nha mọi người. Không có bị gì hết, chỉ những cái lỗi về xấu ngoại hình chỗ hồi nãy mình chỉ mọi người thôi. Hai cái vết ố, vết thứ nhất là đây, vết tới đây, và xấu về cái EQ. Mấy cái này thì nó không quan trọng đâu, những anh em mà cần cái chất lượng âm thanh tốt á, để mà mình đánh văn nghệ hay là mình đi du lịch hay là mình mang theo mình chơi hay là nói chung là văn nghệ đó ha, thì những cái này rất là tốt mọi người, trong tầm giá. Tại vì do ngoại hình nó xấu á, mình sẽ thanh lý rẻ cây này khoảng 1,9 triệu thôi mọi người, còn bao phí ship luôn là mình 2 triệu nha, bao phí ship toàn quốc là 2 triệu. Cây này thì âm thanh mộc của nó như thế này, tí nữa mình sẽ thử với lại cái âm ly màu đỏ nhỏ, âm ly Ibanez đó mọi người, effect and depth đó cho mọi người xem ha. Bây giờ mình đo cái xanh của nó. Đây, dây 1. Nó dưới dây 1 dưới ngăn 1 xíu mọi người ha. Dây 6 cũng vậy luôn, dưới ngăn 6 xíu. Có nghĩa là xanh của nó đang ở mức rất là tốt. Nên mình bấm rất là nhẹ tay. Âm thanh nó cũng vang, âm thanh mộc của nó cũng rất là tốt mọi người ha. Mình sẽ kiểm tra mấy cái ngăn phím nha mọi người ha.
phím của cái đàn rất là tốt mọi người, nó không có bị rè, tiếng trong sáng rõ ràng mọi người ha, rõ ràng. Bây giờ mình sẽ thử với lại cái IQ nha mọi người. Mình cắm vô sẵn đây nè. Mình chỉ bật cái âm ly đó thôi. Âm ly đó có khoảng 15W thôi mọi người. Nên nó ra không có hết cái công suất đâu mọi người. Không có hết những cái gọi là cái tần số của cái IQ đó mọi người. Âm ly nó chỉ để mình test cho nó có thôi. Coi qua IQ nó có hoạt động tốt hay không thôi ha. Thì mọi người thấy nó sáng đèn lên nè. Sao nó không rõ ha. Nó bị ánh đèn mờ đó. Nó có cái đèn ở đây. Đèn ở đây. Mọi người thấy nó lớn à. Nhỏ volume. Âm mộc ha. Âm có EQ. Rất là rõ, tiếng nó rõ lắm mọi người. Mình giảm, mình bắt đầu ở đây là đang có trép, mình giảm trép nè. Mọi người nó đục phải không? Rồi giờ mình tăng trép lên nè. Tăng trép nha. Rõ ràng ha, nó rất là rõ, trép bass nó rất là rõ mọi người. Rồi mình hạ bass nè, trép không à, cái này là trép không à? Cái này là mình chỉnh trên cây đàn thôi, còn cái kia mình vẫn để 5 nha mọi người. Rồi bây giờ mình lên bass nè, cái ha. Của cái EQ này nó rất là hay mọi người. Cái EQ theo đàn nè, Aria nó rất là hay luôn á. Mình chỉ âm cái âm ly bình thường thôi, 15W thôi mà nó nghe âm thanh rất là hay, hiệu ứng rất là rõ ràng. Rất là sáng tiếng.
Rồi thì mình test sơ về cái âm thanh của cây Aria REA 500 này cho mọi người nghe vậy ha. Khi mà nó âm mộc nó được rất là tốt, rồi âm ra EQ nó cũng rất là tốt mọi người. Thì cây này do ngoại hình nó bị hơi xước xát chút xíu, nó bị lỗi chỗ này, bị ố sơn này. Thật sự thì những cái chỗ này nè mọi người có thể dán sticker mình che lại, mình vừa trang trí mà mình che được khuyết điểm của cây đàn luôn, nó không ảnh hưởng. Quan trọng là cái âm thanh rất là hay và cái dáng đàn rất là đẹp mọi người. Nó có cái bộ EQ luôn, theo đàn luôn. Cái này mình thanh lý rẻ lắm mọi người, nó giá nó 2 triệu luôn là bao phí ship đó mọi người. Bộ khóa cổ nè, bộ khóa đẹp tuyệt đẹp luôn, vàng, khóa vàng tuyệt đẹp luôn mọi người. Đó, những anh chị nào mà không chú trọng quá về ngoại hình mà quan trọng là chất lượng thì đây là những cây rất là đáng để mà mình sưu tầm. Tậu một cây về chơi Tết là rất là đã luôn mọi người, chỉ 2 triệu thôi. Có luôn cái EQ cho mình sẵn hết luôn rồi. Mọi người chỉ mua về mọi người chơi thôi, không có cần phải chỉnh sửa gì nữa. Âm mộc của đàn nè mọi người. Cây Aria REA 500 có EQ theo đàn luôn, thì mình sẽ để giá giao lưu là 2 triệu bao phí ship toàn quốc cho mọi người luôn. Thì bên mình lúc nào cũng vậy, thì mình ship code khi nhận cọc nha mọi người, từ 300k trở lên. Mọi người được quyền kiểm tra đàn trước khi thanh toán với shipper, cứ test thoải mái, mọi người thấy ưng ý là hãy trả tiền nha mọi người, xem nó có đúng với lại cái clip mình miêu tả hay không, hãy trả tiền nha. Đây là những cái lỗi nhỏ của cây đàn về ngoại hình thôi. Những cây này thì mình do sử dụng lâu thì nó có những vết trầy, đó là điều tất nhiên rồi mọi người. Quan trọng cái chất lượng nó vẫn còn mãi mọi người. Những cái dòng sản xuất tại Nhật nó rất là tốt. Cây kia theo đàn, và cái chỗ lỗ thoát âm này nè, cái miếng dán này nó rất là còn đẹp mọi người, nó dạ quen mọi người thấy nó đổi màu á. Lựa zin chỉ 2 triệu thôi mọi người, một cây đàn xịn từ Nhật ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người có thể liên hệ 0918910291 Zalo Lê Nhật Huy để mình trao đổi thêm thông tin về cây đàn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye.